có phải lợi tất đâm không mà lợi tất lói đẹp thế, em lói đây, bữa nay điện lôi đồng mà lôi điện mà lói nhưng mà cây sáu rồi, cái này đủ 2 mét không? Đủ chứ. Cái dây xịn rồi. Yeah.
được cái đó cắt về làm ấy đi. Trời đang đổ cơn mưa nha mọi người nhé. Đấy, mưa quá. Oh.
profit mah. Dihir, tok profit mah. Tahu enggak? Oh.
Lợn xăng. Ah!
ủa 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 ủa